Welcome to Feng Design Training Center. All you need is here. Rồi, bài cũ ai hỏi gì không nhỉ? Thì ta sẽ đi vào bài mới một chút và ta sẽ quay lại cái bài của Mỹ Linh nhá. Ok. Rồi, mặt trận đi công cụ rất quan trọng. Từ đầu buổi học đến bây giờ đã được mấy buổi, được hơn 2 tuần rồi nhỉ, buổi thứ bảy, sáu thứ bảy rồi. Chúng ta sẽ sang một công cụ rất là mới, đó công cụ tạo mô chuyển. Từ trước ngày chúng ta mới chỉ làm việc với các công cụ gì ấy, vùng chọn đổ màu đơn sắc nhỉ. Thì hôm nay tôi sẽ học các công cụ đổ màu chuyển, gradientum. Gradient tool, CTRL G. Được chưa? Nghĩa là bây giờ cung phép tôm màu chuyển. Màu chuyển tôi màu chuyển. Thế thì mọi người nhìn bảng đây, khi mọi người bấm phím G thì lúc này ở trên công cụ lại sẽ có hiển thị như sau, và chúng ta sẽ xem qua xem thanh này có cái gì. Thì đây là thanh thủ kính của công cụ Gradient Tool, đúng nhỉ? Và chúng ta ghi để bắt đầu sau đây. Thứ nhất chúng ta ghi đó là các kiểu tôm màu chuyển. Thì để chọn các cái kiểu chuyển này, chúng ta phải chọn trên thanh thuộc tính công cụ. Ta có kiểu chuyển đầu tiên, đó là linear gradient. Linear gradient. Được chưa? Thì linear gradient được định nghĩa là kiểu chuyển thẳng. Kiểu chuyển thẳng. Rồi chuyển thẳng nhau, ta sẽ cùng xem đây. Thì thứ nhất chúng ta sẽ như này. Khi mọi người bấm chọn G để chuyển vào cụ Gradient Tool, thì lúc này chúng ta sẽ có cách sử dụng như sau. Bọn ghi đây cách sử dụng công cụ như sau. Cách sử dụng công cụ như sau. Ghi này, bấm trái chuột tại vị trí thứ nhất. Bấm trái chuột tại vị trí thứ nhất. Giữ và kéo không thả chuột ra. Giữ và kéo không thả chuột ra. Phải kéo chuột đến vị trí thứ hai. Đến vị trí thứ hai. Thì thả chuột để kết thúc lệnh tạo màu chuyển. Tiếp tục kéo chuột đến vị trí thứ hai. Sau đó mọi người sẽ thả chuột để kết thúc lệnh tạo màu chuyển. Được chưa? Thế thì tạo màu chuyển dài như nào mọi người xem. Ta mở ghi thầy, đó là cách gọi thư viện màu chuyển. Cách gọi thư viện màu chuyển. Cách gọi thư viện màu chuyển. Ghi thầy cách 1. Cách 1
đó là đang đứng ở trong công cụ tô mổ chuyển, đang đứng ở trong công cụ tô mổ chuyển, ta phải chuột vào vùng làm việc, ta phải chuột vào vùng làm việc để ra thư viện, ta phải chuột vào vùng làm việc để ra thư viện các mẫu mầu chuyển có sẵn, để ra thư viện các mẫu mầu chuyển có sẵn. Được chưa? Mọi người thấy màn hình nhá. Đây, nếu ta đang đứng trong công cụ tạm bố chuyển, ta phải chuột dọn thư viện ngay, nhìn chưa? Thư viện đây, và thư viện này đang rất là nhỏ, chúng ta tinh chỉnh như sau. Thì khi thư viện mở ra, chúng ta làm như thế này. Đây. Rồi. Chúng ta sẽ làm như sau. Khi việc mở ra, chúng ta sẽ có dạng này. Thì chúng ta sẽ chọn thầy gì ạ? Last thumbnail để nó hiển thị các mẫu mô chuyển sao nhỉ, ở chữ to hơn để nhìn rõ hơn nhá. Tại vì ta sẽ chọn mẫu mô chuyển bằng gì, bằng trực quan mắt thường, cho nên phải chọn gì ạ, để last thumbnail. Đây, như vậy thầy sẽ công cụ g phải chuột, thầy chọn gì ấy? Last thumbnail để to hơn chưa, và mọi người cầm, mọi người kéo đi phải to ra để mọi người chứa nhiều hơn, được chưa, ok chưa. Và cách gọi thứ hai, đi dạy cách gọi thứ hai, cách hai này đó là mọi người sẽ bấm vào mũi tên bên phải, bấm vào mũi tên bên phải của ô giải mầu chuyển. Đây, mũi tên bên phải, bấm vào mũi tên bên phải của ô giải mầu chuyển trên đâu, trên thanh thuộc tính của công cụ nó cũng sổ ra được nhá. Như vậy để gọi thư viện sẽ có hai cách gọi, dựa một là phải chuột vào vùng làm việc, hai là bấm vào cái hình mũi tên nằm ở bên phải gì đây, ô giải mầu chuyển trên thanh thuộc tính công cụ. Rồi, tiếp tục bạn ghi thầy, đó là chúng ta sẽ có cái cách gọi thư viện nhá, cách để gọi các thư viện mẫu mầu chuyển có sẵn, cách để gọi các cái mẫu thư viện mầu chuyển có sẵn, cách để gọi các cái mẫu thư viện mầu chuyển có sẵn. Như vậy để gọi thư viện dùng cách nạ cũng được, phải chuột cũng được nhá, công cụ g phải chuột cũng được. Con này dùng phải chuột cho nhanh nhá, phải chuột thì khi mọi người bấm vào hình gì ạ, hình biểu tượng bánh xe, và ta sẽ và khoang dưới cùng này nó chính là cái khoang của mọi người gì ạ, sẽ chọn các cái mẫu mổ chuyển nhá. Đây mọi người bảng luôn này, được chưa đó. Thế thì dụ chọn color harmony 1 chẳng hạn, khi bấm vào phát nó ra học thoại, nếu người bấm ok thì nó chỉ lốt riêng cái thư viện được chọn này ra thôi, còn các thư viện khác sẽ bị ẩn đi đây, nhìn chưa. Nhưng nếu từ lốt color harmony 2 và thì chọn append thì nó sẽ thêm cái thư viện mình đang gọi vào thư viện gì có sẵn, append, em nhìn chưa, meta này, append nó rồi dependency, append nhờ append. Bạn nào mà hay dùng màu tây tây dùng pastel, nhìn thấy chưa? Dạ, bên này trên này cũng thế này, trên này cũng số ra cũng như vậy không khác gì, ghê chưa, ghê chưa nhở. Rồi đấy là cách gọi. Còn nếu như mọi người muốn đưa về gì đấy mặt ban đầu thì ở trong cái bảng khi mọi người bấm bánh xe này nó ra một cái lệnh reset gradient, thì bấm đây phát bấm ok trở về mặc định bắt đầu, mốt mặc định ban đầu, được chưa. Như vậy ta có lệnh reset và lệnh load nhá, được chưa.
Vì vậy vừa vừa mới quay nhanh cho em đó là cách để sử dụng công cụ, cách gọi thư viện. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào vấn đề chính khó nhất của công cụ này, đó chúng ta sẽ hiện. Thì ngoài các cái mẫu có sẵn ra thì chúng ta sử dụng rất ít, thường ta sẽ gì ạ, ta sẽ phải tạo các cái mẫu bổ chuẩn theo ý của mình, được chưa? Mọi người ghi dòng gì này: cách chỉnh sửa và tạo mới, cách chỉnh sửa và tạo mới một mẫu bổ chuẩn, cách chỉnh sửa và tạo mới một mẫu bổ chuyển có sẵn trong thư viện. Được chưa? Cách chỉnh sửa và tạo mới một mẫu bổ chuyển có thư viện. Thì để chỉnh sửa mẫu chuyển này thì bắt buộc phải dùng cách 2. Bởi vì sao các bạn nhìn đây, khi bạn dùng cách 1 phải chuột thì bấm lên nó chỉ chọn bổ chuyển thôi, nó không chọn một edit. Chứ cách 2 là gì? Bấm vào đâu? Bấm vào này này. Nhờ, mà ghi. Ghi này này, bước 1. Bước 1. Bấm vào ô giải mẫu chuyển. Bấm vào ô giải mẫu chuyển. Trên thanh thuộc tính của công cụ. Bấm vào ô giải mẫu chuyển. Trên thanh thuộc tính công cụ. Được chưa? Như vậy bằng trên bảng này đây, để edit được nó, để tạo mới mẫu một chuyển thì bấm thẳng vào ô mở một chuyển này nhá. Mọi người ghi ra cái bài này, đó là làm việc với bảng gradient editor. Được chưa? Rồi, và bảng này là bảng tối quan trọng nhỉ, chúng ta sẽ xem nó từng cái hạng mục một của nó. Trên thực tế em nói thì chúng ta phải design thiết kế ra cái mẫu mà có một chuyển tùy ý nhiều hơn là dùng sẵn nhá, dùng sẵn sẽ ít lắm, được chưa? Các bạn nhìn đây nhá, tôi kia ghi thầy đó là trường full name nhá, full name. Full name này cho phép mọi người đặt tên cho mẫu một chuyển mới. Full name cho phép đặt tên cho mẫu màu chuyển mới. Ô tiếp theo đó là gradient type, đó là cho phép chọn kiểu tô màu chuyển. Gradient type cho phép chọn kiểu tô màu chuyển. Smooth nét cho phép chọn cái kiểu tô màu chuyển, thì sẽ học các 5 kiểu cho phép chọn kiểu tô màu chuyển. Smooth nét đây là điều chỉnh cái độ mịn mượt và độ chuyển màu êm, cho phép điều chỉnh cái sự độ mịn mượt và chuyển màu êm. Smooth 100% thì có phải khi bạn chuyển từ màu xanh sang màu đỏ hoặc sang màu tím đúng không nhỉ? Thì giữa xanh đỏ sinh ra có màu trung gian để chuyển theo gì em? Theo theo bánh xe màu. Những bạn nào học trường biết công nghiệp sẽ hiểu, biết khái niệm bánh xe màu nhờ wheel color. Thì rõ ràng khi chuyển từ màu xanh màu đỏ nó sẽ có những con màu trung gian, và nếu như smoothness 100% thì chuyển êm, không bị gợn sóng, không bị vạch. Còn nếu smoothness các bạn để nhỏ, ví dụ demo sao để nhỏ thì giữa các chuyển xe điện sẽ bị sọc, bị gợn, đúng nhỉ? Tiếp tục ví dụ này như này này, các điểm nút màu đen nằm ở nửa trên của dải vùng chọn. Đây, như vậy ta sẽ có
các cái điểm cứ màu đen này nằm ở nửa phía trên của dải màu chuyển. Các điểm nước màu đen nằm ở nửa phía trên của dải màu chuyển cho phép thiết lập độ trong suốt opacity, cho phép thiết lập độ trong suốt opacity, cho phép thiết lập độ trong suốt opacity của điểm nút màu đơn sắc, của điểm nút màu đơn sắc nằm đối xứng ở nửa dưới. Nằm đối xứng ở nửa dưới của dải màu chuyển. Được chưa? Như vậy nhớ thầy, tất cả điểm nút màu đen mà thuộc nửa phía bên trên của dải màu chuyển này nó chỉ phép thiết lập giá trị trong suốt opacity chạy được 0% của các điểm nút màu đơn sắc nằm đối xứng ở nửa dưới. Biết thì bạn xem tiếp tục. Các điểm nút màu nằm ở nửa dưới của dải màu chuyển, các điểm nút màu nằm ở nửa dưới của dải màu chuyển cho phép thay đổi, cho phép thay đổi phải thiết lập mới, cho phép thay đổi phải thiết lập mới hoặc loại bỏ. Thay đổi này, thiết lập mới hoặc loại bỏ các điểm nút màu đơn sắc, các điểm nút màu đơn sắc cái nào sắc cấu tạo nên gì đấy, dải màu chuyển. Dải màu chuyển tiếp tục đi. Thế thì các bạn nhé, ở dưới này nhé, khi mọi người bấm chọn tích vào ô gì đấy màu đen nửa trên này thì lập tức cái thuộc cái ô gì opacity dưới này sẽ được highlight lên, là vì khi các bạn không chọn đúng các điểm nút màu gì đấy cho phép thiết giá trị gì ở trong suốt thì ô này bị ẩn đi. Để chưa những demo giờ khi mọi người chọn điểm ô nút màu đơn sắc dưới này, ô color gì được hiển thị lên, được chưa? Và cuối cùng ở đây tập location ở phía trên này là ô location gì ấy, thiết lập gì ấy, cái vị trí của điểm mút gì, quy định gì, điểm trong suốt thì được ở đây đơn vị 100% là như thế này. Khi các bạn như bạn thì để bố nhá, khi bạn kéo từ điểm vị trí nhất đến vị trí thứ hai bất kỳ ở điểm này thì từ điểm này đến điểm này ký thức bằng A nhớ là bằng 100%, và nó sẽ chia khoảng cách của điểm mút theo gì, theo tỷ lệ phần trăm. Nếu thể tại điểm nút tại điểm đầu đây, điểm này này ứng với điểm đầu này thì là 0, điểm nút cuối cùng này đứng đây được gì ạ, là 100%, chính xác tỷ lệ gì, để A. Khi mọi người đưa tổ chức bấm vào đây để tạo điểm màu thêm thì sẽ nằm ở đây hạn nhớ, thì lập tức nó sẽ chia phần trăm nằm ở đây bằng 3% đấy. Bởi vì sao? Bởi vì là khi chọn công cụ tạo màu chuyển thì tỷ lệ là phần trăm để không phụ thuộc vào gì, vào khoảng cách của điểm đầu điểm cuối, chưa khoảng cách bằng 10 km thì tương ứng gì đấy 20% của 10 km, hiểu không nhở? Ok, giờ thầy sẽ để mọi người xem cách làm như này, ta xem thử. Đây, tôi bấm phím G và bấm bảng này thì mọi người xem, đặt tên dụ nhà mới đi, thằng design nhớ, và tôi để màu solid thôi nhớ. Nhìn đây, ở trong bảng này khi mọi người đưa chuột lên nửa trên hoặc đưa xuống nửa dưới, đưa nửa dưới này bấm bất kỳ đâu đó nó sẽ hiểu là khi đặt thêm điểm nút màu, nhìn thấy không, thêm
và các bạn muốn muốn lại bỏ chỉ cần một cái chuột giữ và kéo ra khỏi giải màu là bỏ bỏ bỏ. Thật sự tôi muốn chuyển màu đổi màu cứ bấm vào đây, có thể bấm ô này đổi màu hoặc kích chuột nó vào đây cũng được nhá. Rõ ràng là khi mọi người bấm đúng ô này lập tức ô color hiển thị ngay, như opacity ra ẩn đi vì không đúng, bấm một điểm nửa trên này opacity lên ngay, như vậy rất chuẩn về mặt kiến thức. Nửa trên quy định gì đấy opacity, nửa dưới quy định gì màu đơn sắc cấu tạo cảm giải màu. Như vậy tôi thêm màu đây sẽ thêm ba màu nhá, lên đổi màu là từ màu đỏ này tôi chuyển sang đây. Đây cái giải này chính là giải mấy xanh màu bao gồm 12 lát nhớ, trong đó có gì ạ, ba màu gì đấy, ba màu là màu primary key, màu chính, ba màu thứ cấp và sáu màu tam cấp, được chưa? Sẽ học ở các cái môn sau rõ hơn, nhưng ở phạm trù môn Photoshop thì thầy sẽ không nói về bánh xe màu nhiều bộ nhớ. Màu này và cùng thử chọn một cái màu nữa, chỗ nào hôm nay đi, màu này đi, tầm này, được chưa? Nhìn đây thì bấm đây có phải là nó 0% không, bấm đây nó là bao nhiêu, 40% nếu gọi 50 là chính giữa luôn, hiểu không nhỉ? Thì ở giữa hai điểm nút màu bao giờ có hình con thoi, hình thoi này mặc định nó sẽ chia đôi khoảng cách giữa điểm nút màu đằng trước nó và đằng gì từ đó nó chia đôi là mỗi âm lấn sang một nửa. Giả sử tôi muốn là kéo từ A sang B, đây tôi kéo thử thấy chưa, tôi bấm ok này, như này tôi bấm này cũng như thăng này design, và lúc này mọi người bấm nút new nó sẽ hiểu gì, lưu cái giải màu chuyển thì đặt tên thăng design vào đâu, và thư viện bấm này new, nhìn thấy chưa, đấy bấm ok và nhìn đây, khi để chọn là kiểu tô chuyển thẳng linear gradient thì nhìn đây tôi sẽ bấm pen trước nhá, đây là thứ nhất, điều thứ hai mọi người hiểu vấn đề, bấm g thì lúc này khi mọi người dùng công cụ gradient để kéo thì thường mọi người hay giữ shift để kéo nó thẳng đứng và cứ ngang kéo, đây nhìn thấy kéo này, đây điểm đầu tiên thì bấm vào đây chuột giữ và kéo, nhớ chưa, không thả chuột ra theo đúng lý thuyết, giữ shift để cho theo một hướng và thì thả đến điểm thứ hai này, mọi người xem này, thả chuột, nhìn thấy không? Thế thì chúng ta xem xét này để mọi người hiểu phân tích bài toán như sao, như vậy có phải là điểm đầu tiên nằm ở đây, điểm thứ hai nằm ở đây thì khoảng cách này là gì, là khoảng a thì bắt đầu nó đô màu đỏ từ điểm này đến giữa này bao nhiêu, 50% thì có phải có khoảng là chia đôi không, thì ông đỏ chiếm một nửa, ông xanh chiếm một nửa, tôi lấy gì ạ, với một nửa, được chưa? Thế thì do là tôi kéo bắt từ đây thì đằng trước của thằng ô này là màu gì, màu đỏ nước đầu tiên, đằng sau nó vô cùng, nếu tôi bấm vào đây thì tôi lại bấm đây thì thấy thầy bốn thằng ô này 50% vẫn thế này, nhưng mà thầy gì lấn sân bốn thằng xanh nhiều hơn, trong khoảng này xanh nhiều hơn, nhìn thấy chưa? Và thì kéo lại kem xem lớp điểm này ông này kiếm ít hơn thì bấm ok mọi người xem, và thì kéo lại mọi người xem thấy không, còn lấn sân này có hiểu thì nhầm nhở, được chưa? Nhìn đây, như vậy là tôi thao có thể design màu các kiểu, tôi thêm vài nước nữa hoặc tôi chọn điểm sắc bồng này, nhìn đây thấy chưa, nó chia này, đây như em nhìn này sắc bồng anh nhìn nhá. Như vậy mặc định ý, khi mọi người sắc bồng thì kéo thì em xem nhá, tạo một cái layer mới đi shift n và sẽ tạo ra kéo kịch kim từ đầu này đầu kia, thấy chưa? Thì bỏ cái này đi mọi người hiểu rồi. Thì đây thì có phải là mặc định ở trên nửa trên ấy, nó chỉ có hai điểm nút chặn đầu 100% thì cả cái giải này hiển thị hết, nhưng mà thì muốn là gì, điểm nút đỏ là 100%, thằng này 100%, những thằng xanh này sao giảm đi, như vậy tôi sẽ đưa được cho cái gì chính này 33%, tôi tạo điểm gì quyết điểm thông suất ở đây đánh bao nhiêu 33 để trùng gì đấy vị trí, được chưa? Xét hợp này bao nhiêu 50% chẳng hạn, được chưa? Nhưng mà 50 gì nó hiểu gì là nó giảm từ điểm đầu tiên đến điểm này 50, ở dưới này sẽ giảm dần từ 100 bao nhiêu đến 50, tôi muốn điểm này phải rõ cơ, bấm vào đây bao nhiêu 15, thêm vào đây điểm nữa, tôi chặn màu, chặn điểm gì ạ, nút màu bấm đây bao nhiêu 100 để gì sau này vẫn gì ạ, giữ nguyên chỉ chỗ này thôi, có hiểu thế không nhỉ, chặn tiếp vào đây thay bao nhiêu 50%, sorry bạn,
Đối với đây 50%. Và thằng bao nhiêu? Điểm 100% để chặn. Anh đi thấy chưa? 50%. Và mọi người xem kết quả này. Ta thử thầy đưa vào bức ảnh bất kỳ và thầy kéo cho em xem. Này nhá. Ta chưa tạm lại trắng. G. Và thầy kéo này. Nhìn được không? Nhìn được chưa? Chỗ này gì ạ? Chẳng trong suốt. Nhìn được không? Thì lợi ích của cũng rất nhiều về việc tạm bổ chuyển. Sau này các em làm màu dùng nó rất là nhiều. Nhớ có những ảnh mà các bạn sẽ giả lập ánh sáng mặt trời rồi là kiểu bokeh hoặc là kiểu cầu vồng vân vân, dùng ra rất nhiều các hoạt trộn màu nhớ, để ra những ánh sáng ảo như này. Được chưa? Thì vậy chúng ta vừa đi qua rất là kỹ chi tiết về cái bảng này và công dụng của nó. Được chưa? Và chúng ta sẽ đi sâu vào từng hàng một bắt đầu. Rảnh à? Rồi. Ta bắt đầu nhá. Nhìn đây, cái tạo lay trắng là tên gì ấy? Linear gradient. Và như thầy nói, các em đầu tiên ta sẽ chọn cái màu ta sẽ chọn cái màu cái sắc vòng đi cho nó nhiều màu để dễ xét, được chưa? Như vậy là các bạn đi đầu tiên rồi đúng không? Đó là chuyển gì ạ? Chuyển thẳng. Nhá. Như vậy ta sẽ có chuyển thẳng. Hôm nay là chuyển thẳng. Nhá, linear. Rồi, thế nhìn thì chuyển thẳng thì kéo đây. Nhìn này, thế kéo từ điểm này xuống điểm này kì kì luôn thì nó bằng nhau. Rồi thì bạn, G. Chuyển chưa? Kiểu chuyển thứ hai các bạn sẽ học. Đó là chuyển tròn. Gradient. Gradient. Được, gradient. Radial. Gradient. Đọc kiểu gì được, tiếng Anh cũng được, đọc tiếng Việt được. Tiếng Việt là radian, gradient, yeah. Tiếng Anh là radial, gradient. Đây là kiểu chuyển tròn. Chuyển tròn. Như thế này. Mỗi, định nghĩa nhé, mỗi điểm nút màu, mỗi điểm nút màu cấu tạo nên giải màu chuyển. Sẽ tạo ra các hình tròn đồng tâm. Sẽ tạo ra các hình tròn đồng tâm với tỷ lệ được chia theo khoảng cách, tạo ra các hình tròn đồng tâm với tỷ lệ khoảng cách được chia theo gì nhỉ, theo vị trí của điểm nút màu trên dải màu chuyển, với khoảng cách được chia theo tỷ lệ vị trí của các điểm nút màu, với khoảng cách được chia theo tỷ lệ vị trí của các điểm nút màu cấu tạo nên gì, nên giải màu chuyển. Ok chưa? Thế mô có hiểu ngay. Đây em nhìn nhá, thầy chọn, thầy tạo một layer trắng này, so sánh nhá, gradient rồi. Và thì chọn kiểu màu chuyển vẫn là bởi sắc cầu vồng như này. Nhưng dạng màu chuyển này khi mọi người kéo thì bị nó tạo ra dòng đồng tâm. Em nhìn nhá, thầy kéo từ điểm này, giữ shift tới đến điểm này, thầy thả chuột đây nhá. Thì lặp lại này, thầy bấm pen tool thì mọi người hình dung được thầy kéo từ đâu đến đâu. Đây đi, đến đây G, thầy kéo từ điểm này đến điểm này để phân tích. Mọi người hình cấu trúc đã, thầy mở bằng này ra. Thế mà nói cái chuyển tròn như này này thì có phải là nó tạo ra đường tròn đồng tâm không? Thì đầu tiên là tôi kéo từ điểm này điểm bắt đầu, đứng gì ấy, từ điểm bắt đầu từ trái qua phải,
Như vậy bạn nhớ thầy, giải mở chuyển luôn đi, luôn đi từ gì, đi từ trái sang phải nhá. Thì khi mọi người kéo điểm đầu tiên tính điểm này và là chia độ, đây là 0 3 bao nhiêu đấy, theo phần trăm đúng nhỉ, thì nó chuyển, thì khoảng cách này bao nhiêu, bao nhiêu bằng 15% của đoạn này, có hiểu thì không nhỉ. Và nghe thì bảo này có phải đường thẳng này, từ điểm này đây thì chính là gì, giải mở chuyển được gì áp dụng ở đây đúng không? Thực tế là bạn, mọi người đang cầm gì ấy? Đang cầm cái giải mở chuyển một thẳng, mọi người gì quay tròn với tâm là gì, là điểm nút gì đầu tiên, được chưa, có hiểu thì không nhỉ. Rõ ràng thực ra cái màu, cái kiểu chuyển tròn này thực tế nó chính là kiểu chuyển gì đấy, chuyển thẳng, nhưng lấy tâm là gì, là điểm nút đầu tiên và quay tròn một góc bao nhiêu, 360 độ, đúng chưa? Đây này, chuyển thẳng mà và quay tròn, có hiểu thế không nhỉ, tạo đồng tâm, mọi người hiểu chưa? Thực tế là chuyển thẳng với tâm là điểm nút đầu tiên, bán kính là bằng gì, khoảng AB và quay bao nhiêu, 360 độ, ra các hình tròn đồng tâm, đó là kiểu chuyển gì, radial gradient, mọi người hiểu việc lên chưa nhỉ? Ok, tiếp tục ta có kiểu chuyển tiếp theo, đó là cái chuyển angle. Dạ, yeah, kiểu chuyển angle. Kiểu chuyển angle. Kiểu chuyển angle. Đó là kiểu chuyển góc. Kiểu chuyển theo góc. Angle, kiểu chuyển theo góc. Bạn ghi định nghĩa này. Ghi thể về này. Mỗi một điểm nút màu, mỗi một điểm nút màu đơn sắc, mỗi một điểm nút màu đơn sắc cấu tạo nên giải màu chuyển, cấu tạo nên giải màu chuyển sẽ chiếm một góc, sẽ chiếm một góc bằng với tỷ lệ khoảng cách, sẽ chiếm một góc bằng với tỷ lệ khoảng cách của điểm nút đó, của điểm nút đó với các điểm nút màu xung quanh, với các điểm nút màu xung quanh và chia đều trên một góc, trên một góc bao nhiêu độ nhỉ, 360 độ, và chia đều trên một góc 360 độ, được chưa? Rồi, thằng này rất đẹp. Thằng này chính là mấu chốt để tạo ra cái mặt đĩa CD. Bạn nhìn đây. Khi thầy chọn kiểu angle vẫn là ba màu chuyển đấy nhá. Đây là kiểu gì đây? Angle. Và yeah. Và thầy chọn G, chọn mẫu chuyển này vẫn màu sắc vòng cái kéo này. Thầy vẫn kéo từ tâm nằm đây đấy, cái điểm này xuống đây, đến đây. Nào, phân tích. Thế bắt đầu kéo từ đây thì bắt đầu đây gì ạ? Kéo kéo ngang mà. Thì điểm đỏ nằm đây này. Em nhìn thấy có điểm ngỏ nằm đây không? Và giả sử có cách này bằng A này, ví dụ bằng 10cm đi, ví dụ thế. Thì điểm này bắt đầu từ góc là từ 0. 0 nằm đây này. Thì điểm này bao nhiêu? Là 15% của gì? Của 10cm. Chiếm góc bao nhiêu? Bằng 15% của gì? 360 độ. Chuyển từ điểm thứ 2 lần lượt theo chiều gì, theo chiều kim đồng hồ, nhìn đúng không? Điểm hai điểm một đoạn vàng đến màu xanh này có chiếm góc bao nhiêu, 33 trừ bao nhiêu, trừ 15 là bao nhiêu, 17 à, là 18% của gì, góc bao nhiêu, 360 độ. Cứ thế nó xếp lần lượt đến gì, đến kín cái độ,
Hiểu không nhờ? Nó chuyển như vậy, nó khác kiểu chuyển tròn. Chuyển tròn là tạo ra hình tròn đồng tâm, còn chuyển góc là xếp lần lượt gì theo tỷ lệ khoảng cách vị trí của điểm nút so với góc bao nhiêu, 36 độ, xếp từ trái qua phải theo bảng gì, theo giải bồi chuyển. Mọi hiểu rõ về cấu trúc không nhờ? Mọi người hiểu cấu trúc thì mọi người khi mọi người nhìn bài tập hoặc nhìn các bất cứ sản phẩm trên mạng hoặc ấn phẩm ngoài đời, mọi người biết ngay nó là kiểu chuyển gì, có hiểu không nhờ? Bởi vì kiểu chuyển là từ cấu trúc mà ra, được chưa? Và thầy dạy các em là dạy rất chuẩn, không phải dạy vo, dạy chuẩn về mặt phân tích cấu trúc để sau các bạn nhìn bài tập các bạn biết phân tích, ok chưa? Hiểu rõ phần này chưa nhỉ? Rồi, clear nha. Rồi, tiếp theo đó là cái chuyển reflected gradient. Reflected gradient đó là, đây là kiểu chuyển lật đối xứng. Như thế này, định nghĩa này, giải mùa chuyển sau khi kết thúc lệnh, giải mùa chuyển sau khi kết thúc lệnh sẽ được lật đối xứng qua điểm nút màu đầu tiên. Giải mùa chuyển sau khi kết thúc lệnh sẽ được lật đối xứng qua điểm nút màu đầu tiên, được chưa? Vì cái tên nó rất rõ, có thể để bộ mọi người xem cấu trúc như thế này. Nào, G và chọn bây giờ nhìn thấy kéo này, thế cũng kéo tới điểm này, lấy trắng đã nhờ. Reflected, yeah, gradient. Rồi, thì chuyển này, thì kéo từ điểm này sang đến điểm này, thì giả chuột này, đúng không? Có phải khoảng AB này thì lên đây chính là cả giải một chuyển áp vào đây không? Hình dung nhé, nó cầm giải một chuyển áp vào khoảng cách từ A đến B, sau khi tiếp luận thì lật điện đối xứng sang bên này không? Đối xứng không? Lại đi từ gì? Từ đỏ sang vàng nhưng đối xứng ngược lại, đúng chưa? Đúng chưa nhỉ? Đó là đối xứng. Ok. Ta đi cái kiểu chuyển cuối cùng, đó là diamond gradient, yeah, kiểu chuyển kiểu cấu trúc kim cương này bạn gái thích lắm, yeah. Như anh nào mà còn nghèo khó kiểu người ta cho em nhẫn ngọc lại cho nhẫn cỏ thì có thể vẽ tặng bạn gái nhẫn kim cương bằng gì, Photoshop, yeah. Xong rồi chụp ảnh cái tay lại xong rồi thì nhờ ghép vào cái tay đấy nhẫn kim cương. Cái này kiểu chuyển theo cấu trúc kim cương, kiểu chuyển theo cấu trúc kim cương. Cái này định nghĩa này, mỗi một điểm nút màu, mỗi một điểm nút màu trên giải màu chuyển, mỗi một điểm nút màu trên giải màu chuyển sẽ tạo thành một hình kim cương, sẽ tạo thành một hình kim cương với màu sắc của điểm nút đó, sẽ tạo được hình kim cương với màu sắc của điểm nút đó. Phải số hình kim cương được tạo ra, số hình kim cương được tạo ra sẽ bằng số điểm nút trừ đi 1. Số hình kim cương được tạo ra
sẽ bằng số điểm nút trừ đi 1. Vậy riêng điểm nút cuối cùng trên dải màu chuyển, riêng điểm nút cuối cùng trên dải màu chuyển sẽ không tạo hình kim cương, sẽ không tạo hình kim cương mà làm màu nền, mà làm màu nền cho tất cả các hình kim cương, mà làm màu nền cho tất cả các hình kim cương được tạo bởi các điểm nút trước đó, được tạo bởi các điểm nút màu trước đó. Được chưa? Và chúng ta kiểm nghiệm xem đúng như cho ghi không nhá. Nào, cuối cùng đó là diamond. Gradient. Và kim cương đây. Thì kéo điểm này đến điểm này mọi người xem nhá. Rồi ta thấy thả chuột. Nào. Có phải thầy kéo tới đây đến đây không? Hình dung này, tôi áp giải màu vào đúng khoảng cách này. Điều đầu tiên kim cương thì chưa, điều thứ hai kim này, vậy độ rộng này sẽ có khoảng cách này đúng không, độ rộng của kim cương rồi khoảng cách này, nhưng điểm cuối cùng này nó không tạo gì ấy. Kim cương là gì, là màu nền có tất cả ở trước, thì muốn làm sang chảnh thì cho là màu đen để làm nền cho mọi người xem. Đó, đen. Ok, thì kéo lại mọi người xem nó nổi bật lên ngay, chuẩn chưa? Điểm cuối cùng không tạo kim cương mà đúng không, mà làm màu nền có tất cả kim cương được tạo bởi gì, các đúng số đó. Như vậy chúng ta vừa đi qua thì đấy, xem lại 5 mẫu màu gì ạ, màu chuyển đã học ngày hôm nay. Chuyển thẳng, chuyển tròn, hình tròn trung tâm, chuyển góc, đối xứng và kim cương. Như vậy công cụ này rất đặc biệt nhớ, công cụ này chuyên tạo màu chuyển. Và ở trên công cụ này nó có một cái đặc điểm nữa mà ta ghi nốt thầy, đó là tính năng mở rộng nhờ. Thế thì trên công cụ này nó có một cái thuộc tính là reverse, the variant color. Tính mở rộng. Như vậy là khi các em mà tích vào cái lựa chọn này thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ đảo ngược cái thứ tự của gì? Điểm nút màu chuyển. Thay vì đi từ trái sang phải thì đi ngược lại từ gì? Từ phải sang trái của giải màu chuyển. Giải màu chuyển trong gì? Gradient tool không thay đổi, nhưng khi tạo ra nó đi ngược chiều lại. Có hiểu không nhỉ? Thay vì đi từ trái sang phải nó đi gì? Đi từ phải sang trái. Như vậy reverse là nó đảo ngược lại thứ tự sắp xếp của gì? Điểm nút màu đơn sắc cấu tạo nên giải màu chuyển. Chưa? Lệnh này cho phép gì ấy? Đảo ngược nhờ thứ tự của các điểm nút màu đơn sắc nhờ cấu tạo nên giải màu chuyển, đảo ngược vị trí luôn, đã từ trái sang phải thì xin mời ông gì đi từ phải sang trái. Ok chưa? Vậy thì để mời mọi người xem cái dạng cuối cùng của nó. Vẫn là thầy lấy môn ở phần này nhá. Đây là gì ạ? Chuyển gì? Chuyển thẳng. Bấm chuyển thẳng này. Đây kéo mắt đây thì kéo lại xem nhé. Từ đây đến đây là gì? Thẳng. Chuẩn luôn. À đây là đen rồi. Bấm lại. Xem một vòng. Nhìn nhá. Chuẩn chưa? Nhưng thì bấm reverse này. Thầy kéo lại vẫn thì trái, vẫn thì trái sang phải như bình thường nhưng nó ngược lại. Thấy chưa? Bấm reverse mà. Nhá, mình tắt lại đi. Ok chưa? Như vậy thầy vừa đi qua các em gì đấy, công cụ tạo màu chuyển tối quan trọng. Bạn Ngân thì đến muộn không sao đâu, thì đúng là thầy quay video lại rồi nhớ chưa? Và chúng ta sẽ quay lại cái bài gì nhỉ, Mỹ Linh nhớ. Ok, trước khi qua bài Linh thì chúng ta sẽ gì nhỉ, chỉnh lại tí. Rồi
nhắc thử xem đúng không. Để mà tận thì cắt đi được mà, nhưng mà ấy thì cắt được mà, hiểu không? Cũng thấy edit video này đó à. Để tham gia khóa học lại để có một thân lại nữa làm gì à? Hay đưa lên trang cùng tồn thật nét. Có biết trang sử dụng internet không? Không ạ. Cho nên đưa vào trang Facebook còn cho anh ấy đang tự lên mạng hết quả được ra. Thế đưa được mà xem của Facebook. À, một chiếc Facebook. Rồi từ từ nhá, bắt đầu ta vào tiếp nhở. Thế thì thầy sẽ lại bài này cách nghiêm chỉnh mọi người xem nhá. Mọi người bây giờ mọi người như này, nhìn này, mọi người tập trung, chúng ta sẽ không phân tán và xem thầy chữa bài này từ đầu đến cuối nhớ, được chưa? Như vậy bài này như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ gì ạ? Sẽ tạo một file mới đúng nhở? Menu image lại gì đây? Duplicate nhở, CD nhở, Diva link. Được chưa? Và tôi đổ màu trắng vào. Điều đầu tiên chúng ta sẽ xem xét ở đây đó là gì nhỉ? Cái màu nền của nó. Được chưa? Cái màu nền của nó là gì đấy? Là màu chuyển. Bởi vì nó có hai màu mà. Chuyển từ màu gì? Đỏ bóc đô sang màu gì? Màu đen. Và bây giờ chúng ta sẽ phải xem xét xem là cái màu chuyển này nó thuộc vào kiểu chuyển gì? Chuyển thẳng, chuyển tròn, chuyển góc, chuyển đối xứng hay kim cương. Thì rõ ràng bài tập chúng ta luôn phân tích bài tập trước và phân tích dựa vào hình dạng của nó. Thì rõ ràng là ở đây hình dạng gì đây? Tròn. Nếu tròn thì nó chỉ rơi vào hai thẳng, một là gì? Chuyển gì? Chuyển tròn. Hai là chuyển gì? Chuyển góc. Nếu chuyển góc thì kiểu gì cũng phải gì? Từ tâm ra. Đây chắc chắn là chuyển gì ạ? Chuyển tròn. Đường tròn khi mà tìm được tâm nó phải tắt nằm đây không? Và đường tròn gì ạ? Có tròn này không? Đúng chưa nhỉ? Và chuyển tròn từ màu đỏ này sang màu đỏ này. Vậy ta bắt đầu pha bấm G. Hôm nay và tôi chọn cái mẫu màu chỉ có gì? Hai màu chuyển thôi. Đúng chưa? Và tôi kích chuột vào đây. Tôi chọc màu đây. Lấy màu luôn. Đấy, lợi hại rồi đấy. Nhờ kích chuột vào đây. Tôi lấy màu ở đây. Được chưa? Và mọi người xem này, nếu mà tôi kéo từ đây đến đây, tôi kéo thử mọi người xem nhé. Nhìn này, tôi kéo đây nhưng mà chỗ này sao nhỉ, hơi gắt. Cảm giác vòng tròn đây này lớn hơn nhiều. Thử nhá, thử trước này. Tôi tạo một layer trắng thì gì đây? Màu chuyển, tách lớp nhá. Tôi kéo từ đây ra đến đây. Đã chuyển thẳng nhầm, chuyển tròn chứ nhỉ. Bắt đầu này, các bạn này. Nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Ok chưa? Nhờ em rồi đấy. Nhờ con này đi. Được chưa? Xong.
và tôi cắt thì anh link gì sang thì phần cắt này thì thôi thì không để mô nữa mất thời gian đúng nhờ, thì các bạn phải cắt pen tool nhờ trời để sẵn đây rồi để chỉ việc ấy ra thôi thì cái được phát này là do thầy cắt thôi nhờ, không do ai cắt cả chưa. Và chị Mỹ Linh chị xò ngay cho các bạn về rồi qua thầy tắt gì ấy này đi được chưa ạ, qua tao đầu gì ấy xem đây là gì ấy, Diva Mỹ Linh cái gì từ từ á, hoa nhỉ, CD thì thầy sẽ mở lại thì lấy bông gì, bông hoa được chưa, bông hoa này cắt đơn giản không, quá đơn giản đúng nhỉ. Buổi trước chúng ta vừa được chứng kiến cảnh Superman lớp mình cắt pen tool bằng chữ nhá, ở đây cắt đưa pen tool cắt thành này quá dã man rồi sao, giúp quá nhỏ bởi vì phân tích bài toán nằm trên gì ấy, một màu gì nhỉ, đơn sắc thì chả tội gì dùng pen tool mà dùng gì đấy Magic Wand Tool, nhưng bỏ đi lựa chọn gì đấy, contiguous ở trên gì thanh thuộc cái công cụ để gì ấy, để chọn được tất cả các điểm màu đồng nhất băng qua tất cả biên của đối tượng W ở đây của tôi phải nhớ thích bỏ lựa chọn gì contiguous giữ an trừ tất cả điểm màu trắng xong xếp với F6 V đưa sang nhớ và tôi giải quyết xong bài toán được chưa. Hoa dưới kia nhỉ, hoa đây như vậy là hoa và công tác sẽ sắp xếp như sau nhờ CD trước nhờ CD đây nhờ và chân T ở bảng khác không 19 không phải chữ ship thế mà kéo được chưa rồi và hoa chữ Linh ơi, hoa chúng nằm ở đây thì cho em cắt chân T xoay lên một tí nhờ cắm mỏ vào đây đi cho hoa to lên thì được. Rồi chị Mỹ Linh cắt chân tê và xoay, tôi tạm bỏ qua tất cả các lệnh cắt chỉnh màu sắc bởi vì tôi chưa học nên không cần được chưa xong thì bài toán đưa về bài toán gì nhỉ, bây giờ chúng ta xác định gì đây, bài toán đưa về thì bài toán gì nhỉ, đó là xác định xem là có bao nhiêu đối tượng cần tạo mặt nạ và hình dạng giới hạn như sau. Thì đầu tiên xem bên này, đầu tiên thấy gì ạ, ngay đập vào đây là bông hoa nằm trên dưới trong cái vòng tròn to của vòng đĩa này đúng chưa, thậm chí không vượt qua vòng tròn nhỏ luôn. Chị Bích Linh nằm trong gì, trong khoảng cách giữa vòng tròn to này với vòng tròn nhỏ này cộng với gì ạ, cả hình ngón tay này nữa nhờ, mặt đĩa CD sần sùi cũng thế và vạch này cũng thế được chưa, chúng ta làm thằng một như vậy để làm được ngày thì ta đang là gì nhỉ, tôi thấy có một đối tượng này, hai đối tượng chị Linh Linh này, vạch sọc ngang này, mặt đĩa CD này, bông hoa này đúng nhờ gì ấy là sử dụng lại bao nhiêu nhờ vòng tròn gì ấy, vòng tròn to rất nhiều lần như vậy đây, vòng tròn to này dùng gì, dùng lại nhiều lần. Thế thì trong Photoshop khi chúng ta sử dụng lại vùng trọ nhiều lần thì chúng ta phải nhớ cái thuật gì đây, lưu giữ vùng trọ, bởi vì làm sao, bởi vì khi các bạn vẽ vùng trọ lần thứ nhất mà các bạn vẽ lần thứ hai đảm bảo không giống nhau ở đâu. Vậy bài toán đưa về là tôi gì, tôi xác minh, tôi xác nhận, xác nhận được gì ạ, có mấy vùng trọ chọn nhất, đó là vòng tròn to bên ngoài cái đĩa này, vòng tròn nhỏ của cái đĩa trong này và hình ngón tay là đủ. Và ta bắt đầu đi vẽ vùng trọn nhỉ, vòng to lên M rồi M lần thứ 2 rồi thả chuột và lệnh transform selection nhờ giữ shift bởi vì bảng 2019 giữ shift mới được phá gì ấy, tỷ lệ và mọi người xem thầy làm do cái đĩa này nó bị méo ra phối cảnh nghiêng chúng ta phải chuột được nữa thì dùng distort để nâng đỉnh nó lên để nó méo bóp méo nó được chưa, phần này ok, phần này lên tại vì tôi cầm hơi nghiêng mà được chưa, và lệnh gì đấy rồi lệnh gì đấy close lệnh gì đấy select và lệnh gì set selection vòng tròn to bấm ok
thế là hủy. Và là gì đấy? Để lại cũng được, phải chuột tiếp cũng được, trong phòng session luôn, đúng nhỉ? Và giữ an chưa, tiếp tục cho nó nhanh đấy. Khi bạn giữ an thì vẫn giữ nguyên được gì ấy? Được cái độ độ gì, độ gì, độ bóp méo của hình to, hay đường tròn nhỏ và đường tròn to đồng tâm, chuyên về vật bộ méo giống nhau thì thu lại nhanh. Menu select gì ấy, save session vòng tròn nhỏ, và cuối cùng tôi vẽ hình gì ấy, ngón tay pen tool. Và tôi lưu thử ngón tay vào. Set ngón tay. Xong. Như vậy bài toán đã giải quyết xong. Nhất xác định được gì ấy? Được số vùng chọn cần sử dụng lại nhiều lần. Thứ hai bây giờ ta gì ạ? Xác định gì ấy? Từ thằng 1. Đầu tiên tôi sẽ bật bông hoa lên. Như vậy bông hoa ở đây là gì nhỉ? Bạn bông hoa gì nhỉ? Bông hoa sẽ dùng gì ạ? Vòng tròn to. Như vậy tôi make select, tôi load vòng tròn to ra. Chọn gì đấy? Vòng tròn to. Và lúc này tôi muốn gì đấy? Che đi cái phần lá của bông gì, bông hoa nằm trong vượt phía ngoài của đĩa. Như vậy tôi phải tạo mặt nạ cho bông hoa. Như vậy bước 1 xác định gì? Giới hạn vùng chọn và hình dạng của nó đã xong. Bước 2 chọn layer chứa gì? Đối tượng cần tạo vùng chọn là bông hoa. Bước thứ 3, trước khi tạo mặt nạ, đọc gì đây? Thần chú như sau. Bên trong vùng chọn được giữ lại cho hiển thị, bên ngoài thì ẩn đi, đúng hay sai? Đúng thì bấm luôn, phập. Đúng chưa? Đúng luôn gì đó. Bật mỹ linh lên. Như vậy mỹ linh này, về mặt phân tích mỹ linh thì nằm đâu? Nằm trong hình dạng nào nhỉ? Dạng như này, thì vẽ mọi người xem hình dạng của chính mỹ linh sẽ nằm như này. Để mọi người kết hợp được tại sao như vậy. Đó là hình dạng của đường biên của gì, của ngón tay với hình tròn ngoài. Được chưa? Và hình này nữa. Được chưa? Thậm chí gì ấy? Là như này. Đúng chưa? Như vậy vùng chọn để gì đây? Để cho chính linh vào khuôn mẫu là hình này. Ok chưa? Rồi như vậy là ta sẽ có gì? Để đến hình này thì tôi phải là gì? Tạo hình vành khuyên trước đã. Đó là hai hình tròn đồng tâm và đục thủng ở giữa. Và hình ngón tay gì ấy? Cắt bỏ vào nhau đi. Nhờ. Thì đơn giản quá nhờ. Đầu tiên là gì ấy? Menu select. Tôi lốt vòng tròn to lên trước. Lần thứ hai khi mọi người lốt lần thứ hai thì tôi chọn vòng tròn gì? Nhỏ. Thì điều chất dậy rồi. New session là gì? Là tạo mới. Add to session là thêm vào. Sắp chắc form session là bỏ đi phần giao nhau. Cuối cùng intersect with session là lấy phần giao nhau. Vậy gì? Sắp chắc. Bởi vì tôi muốn lốt tròn nhỏ lên và bỏ phần giao nhau. Cuối cùng menu select load và ngón tay cho gì ấy? Sắp chắc. Bởi vì tôi bỏ phần giao nhau giữa gì? Giữa hình dạng của ngón tay với hình gì? Vành khuyên đã được tạo đây. Chuẩn chưa? Chuẩn hình ấy chưa? Chuẩn cơm mẹ nấu. Chọn link lên, đọc thần chú, đúng hay sai? Đúng, hợp luôn. Nhưng do mấy link gì ấy, đuôi nó dài, thòi phần này thì nó rằng thòi ra thì đơn giản gì ấy, tôi chỉnh mặt nạ không xóa, ai cho phép xóa? Như vậy tôi làm cái sao? Tôi dưới chọn gì, lasso tool, tôi khoanh vùng phần này. Và thực tế gì ấy, do phần váy của mỹ linh nó thò sang cái phần thì được phát hiện thị ở bên kia của vùng chọn, chứ là phải giấu đi. Như vậy giấu đi đơn giản gì? Là Trình Mỹ Linh, Trình Mỹ Linh không được phép di chuyển. Mà thì tôi sẽ sử dụng vùng trọ. Tôi bấm vào biểu tượng vùng trọ mặt nạ của gì? Của Mỹ Linh. Và để che giấu thì tôi sẽ đổ màu đen vào trong vùng trọ
trên đâu, trên biểu tượng mặt nạ của Layer. Khi thấy nó bổng trước, trong thế giới mặt nạ chỉ có hai màu đen và trắng. Đen là che đi, ẩn đi, trắng hiển thị. Như vậy tôi thì ở đây tôi đổ màu đen vào đây và màu đen đang ô gì đây, ô hậu cảnh. Vậy căn trôn bạch bầy không chưa. Bây giờ tôi sẽ tạo gì đấy, cái mặt đĩa được chưa. Mặt đĩa mặt đĩa sân xui này nó phải nằm dưới lớp gì mỹ linh nữa cơ. Như vậy mặt đĩa sân xui này chính là hình gì đấy, hình vành khuyên đúng chưa. Như vậy tôi sẽ tạo một lớp nằm trên lớp CD, nằm dưới thì bông hoa và chim linh, tại vì nó làm nền nữa này đúng chưa. Như vậy tôi sẽ tạo một layer trắng cái gì đấy, mặt đĩa sân xui giờ sờ đờ. Và tôi lấy vùng chọn là gì ấy, hai vành khuyên lốt sân xin lên vòng tròn to và lốt vòng tròn nhỏ và sắp chắc. Vậy rõ ràng nếu không có lệnh gì ấy đi giúp vùng chọn thì việc vẽ lại rất là mất thời gian và không chính xác. Rất rồi đây thì tôi làm như nào, tôi sẽ bỏ chị Mỹ Linh xuống trước đi, nhìn chưa ạ, được chưa. Ok, tại vì tôi bỏ luôn gì ấy cả chị bằng ngón tay luôn này đúng chưa, chị đây là hết rồi đúng nhở. Vậy chơi bằng ngón tay đi cho nó đẹp, cho nó cận kẽ được chưa nhở. Bọn người bắt đầu mở vở ghi thầy đó là các bước tạo mặt đĩa sần sùi. Bắt đầu từ buổi mai ta sẽ học rất nhiều thứ thêm, bạn còn hiệu ứng, còn effect nhớ, mỗi buổi học một tỷ như thế này, các bước để tạo mặt đĩa sần sùi. Được chưa? Rồi, thì bước 1 anh biết không? Bước 1 là gì nhỉ? Xác định vùng chọn nhờ và tạo layer trắng. Bước 1 đó xác định hình dạng vùng chọn và tạo layer trắng. Được chưa? Bước 2 này. Bước 2 ta sẽ đổ màu trắng vào vùng chọn. Bước 2 đổ thì màu trắng vào cái vùng chọn trên layer trắng. Nhớ nhá, không đổ nhầm vào thằng khác là thôi chết đấy nhá. Nhìn trên bảng này, bước 1 có chưa? Có vùng chọn, có layer trắng rồi. Bước 2 này, màu trắng ở màu hậu cảnh cắt chôn bạch bầy để đặt đã, xong chưa. Bước 3 mọi người vào các thầy đó là menu filter, bắt đầu học một chút về hiệu ứng menu filter và filter gallery. Menu filter và filter gallery, đây là thư viện bộ lọc. Thư viện bộ lọc, trong thư viện này nó sẽ chứa rất là nhiều các cái hiệu ứng bộ lọc có sẵn để tạo hiệu ứng nghệ thuật nhớ. Ta xem thử bắt đầu. Dạ, menu filter và filter gallery, thư viện nhờ bộ lọc. Bắt đầu. Đây. Khi mọi người menu filter và filter gallery thì đây. Trong này rất nhiều bộ lọc. Được chưa ạ? Rất nhiều. Được chưa? Rồi. Thế thì chúng ta sẽ xem là như thế nào. Nhờ. Thì ở trên này sẽ có artistic, đó là bộ lọc gì ấy, tạo nghệ thuật để diễn giả lập các đường bút kiểu bút chì này nhá. Ta sẽ học sau nhá, chào buổi riêng sau phần này nhá. Và ta sẽ học tất thì đến mẫu texture và đó là mẫu texturizer nhá. Tạo cái gì phải rồi gì nhá. Tiếp theo này, hộp phải hiện ra mọi người sẽ chọn vào ô gì đấy, texture đó là vật liệu nhá.
và chọn cho thầy cái mẫu vật liệu là texturizer. Texturizer. Sau này các bạn sẽ có một bài liên quan đến gì ạ? Đến tạo kính nhà thờ thì đây, bên cạnh là stainless glass, kính nhà thờ. Vẽ Chúa lên lên, ta sẽ có ảnh của chụp Chúa, có thể tạo Chúa gì, cái dạng gì đấy, kính gì kia. Nhà thờ thường có nhiều màu sắc đúng không nhỉ? Đi này nhá, chọn gì đấy, texture đây mọi người hiểu gì ấy? Là giả lập vật liệu và cái mẫu đó texturizer. Khi thì texturizer này nó chuyên giả lập cái vật liệu đó độ sần sùi nhá. Texturizer giả vật liệu giấy sần sùi. Trong thư mục texture thì chọn texturizer, đây là giả lập hoặc là tạo hạt gặp giấy sần sùi, được chưa? Ông mà chuyên tạo ra các hạt giấy gặp sần sùi nhá. Rồi ghi thầy này thông số của texturizer. Đầu tiên nó có ô texture. Texture đây là các cái kiểu cấu trúc tạo lên cái hạt sần sùi. Canvas là kiểu dạng hạt sần sùi đan chéo, kẻ xước xước, hay là lựa chọn thì texture đây là các cái kiểu tạo lên cái cấu trúc của hạt sần sùi nhá, độ sần của giấy có thể tạo bằng quang hai đường chéo hoặc là kẻ ngang, kẻ dọc vân vân, có sần lên từ đấy hằn lên nhá, thì kiểu tạo. Thứ hai có scaling, cho phép chỉnh lên kích cỡ và tỷ lệ của hạt sần sùi. Scaling cho phép chỉnh gì ạ? Kích cỡ, tỷ lệ của hạt sần sùi. Relief cho phép mọi người chỉnh cái độ đậm nhạt của hạt sần sùi. Độ đậm nhạt. Cuối cùng là có light, đó là hướng ánh sáng tạo nên cấu trúc của hạt sần sùi. Light đó là hướng ánh sáng tạo nên cấu trúc của hạt sần sùi. Invert anh biết đó gì đấy, đảo ngược lại. Nếu thích invert này sẽ đảo ngược lại cấu trúc bên trên, nhớ invert để đảo ngược. Còn là center, phóng to mọi người xem này, nhìn thấy demo nhá. Filter gallery, giờ texturizer phóng to lên mọi người nhìn hàng này, texturizer nhìn thấy chưa? Và canvas là kiểu hàng từ kiểu brick, được chưa? Đã tạo kiểu vớt sần sùi mà kiểu bích, kiểu gì ạ, gạch đúng không này, ấy thì gì canvas này, ấy thì gì sandstone này, ô kiểu hạt này chuẩn luôn. Như vậy đó kiểu gì sandstone thì này, scale thì chỉnh kích thước của hạt nhỏ hay là gì ạ, to đúng nhỉ, vừa phải cái này chưa. Rồi độ đậm nhạt này đúng không, độ nhạt hay độ gì ạ, độ sần của nó ấy. Chỉnh càng cao độ đậm càng cao bóng rồi vừa phải này. Nhỏ tí này. Rồi top hướng này, nếu mà gì ạ, bắt tầm ngược lại, ánh sáng chiếu từ dưới lên mà top ánh sáng chiếu từ trên xuống dưới nên là bóng đổ từ phía này, nhìn thấy chưa, này được chưa, rồi nhỉ, nhá, ok, quấy, nhìn đó, xịn xò phết, bật lên, sa, đừng đùa. Nó bỏ kia vậy như đậm hơn sao nhỉ? Nhờ để ra xem xét lại một tí. Effect gallery delete lên đi 7, 6 đi nó mau. Ôi sao? Chắc chưa? Chưa. Nhờ ta còn thiếu gì đấy? Cái màu kia. Rửa nha.
làm xong cái gì hết đã. Ở đây phần này thiếu gì đấy? Bóng đổ của bàn tay. Nào, chúng ta có một chút, một phút để tư duy xem làm nào để tạo bóng như này. Thật sự mình điểm học hết rồi, nhưng chỉ tư duy thôi. Nào, làm sao để tôi có được cái bóng đổ của ngón tay xuống cái mặt đĩa như thế kia? Đầu tiên phân tích như sau, chúng ta xem là cái bóng đổ của ngón tay này bản chất của nó là gì. Câu đầu tiên là cái là gì, thứ hai là nhìn cái hiệu ứng của nó, hiệu ứng của bóng đổ ấy, thì nó là liên tưởng đến cái gì đã được học, cái gì được học. Thực ra bóng đổ này nó chính là màu đơn sắc, đầu tiên nó khác đã, được chưa? Thứ hai, nó có độ mềm biên và mờ dần, và đã được mềm dần rồi thì nó là sản phẩm của ai? Của kia giờ. Chắc chắn chưa? Chắc chắn là kia giờ. Như vậy bài toán đưa về gì, là có phải là cái bàn tay này tắt cái này đi, có phải bàn tay này nằm đã ăn với đĩa góc rồi không, đúng không? Tôi lợi dụng như sau, tôi vẽ hình dạng bóng đổ sát đây, được chưa? Và tôi xóa cái gì, hoặc tôi mặt nạ gì, tôi mặt nạ cái phần gì, cái phần mà đĩa xùi đè lên gì, đè lên phần bóng, có hiểu không? Như vậy bài toán đưa về gì, tao nạ cho ai, cho một đĩa sần sùi ở cái phần gì đấy, mặt đĩa sần sùi đè lên gì, đè lên phần bóng, có hiểu không? Rồi như vậy tôi sẽ vẽ pen tool như sau nhá. Như vậy pen tool vẽ từ đây, rồi và tôi ghi vào đây hết rồi luôn, giờ cần xuyên tờ chưa. Khi bật lên này, rõ ràng là khi các bạn đặt mặt nạ đọc thần chú đúng hay sai, đúng cái kinh đấy, tôi đang che giấu đi mà. Như vậy có thấy thần chú có hiệu nghiệm không? Thần chú rất hiệu nghiệm nhá, nhớ đọc thần chú của thầy Thăng trước khi làm. Như vậy sai giữ gì ấy, giữ an đây này. Như vậy vùng chọn của tôi lúc này không hề có gì nhỉ. Thế là khi giờ, đến khi tạo ra mặt nạ nó sắc nét như này, nó lở, bị sắc nét như này nó thô, hiểu không? Hiểu không? Nó thô. Cho nên tôi tạo gì đấy, đặt phía giờ cho gì? Cho vùng trọ như là 15. Thì có phải khi tôi tạo phía giờ và tôi đặt mặt nạ thì mặt nạ gì? Chuyển êm không? Đấy, lúc này mặt gì ấy? Đặt gì ấy? Đặt phía giờ cho mặt nạ. Đấy. Nhìn này, giữ an. Êm chưa? Nó êm. Chuyện em nhìn này, em nhìn này, nhìn này. Thế và vấn gì đấy? Vấn đề hạt đúng không? Vấn đề hạt đúng không? Đây này. Không có hạt, vấn đề hạt thấy chưa? Như vậy nhớ học của thầy phải cái định hiện tượng. Được chưa? Học Photoshop khó nhất là tư duy công cụ và tư duy phân tích bài toán. Hiểu tiếng nhỉ? Hy vọng các bạn đã áp dụng được để các bạn áp dụng vào thực tế. Như vậy xong phần đĩa. Cùng gì ấy? Phần cùng phần dễ nhất là phần gì? Cái phần trái đéo là dễ quá đúng không nhỉ? Nó nằm trên gì? Nằm trên cùng. Đè, tại vì nó đè cả đầu chị mới linh đè bông hoa. Vậy con ship n nhờ. Sọc chéo đi. Sờ đờ. Đúng nhờ. Thì sọc chéo này có phần biên ra nhau phần gì? Vòng tròn to và đường thẳng này. Như vậy tôi lốp vòng tròn gì? To lên. Và công cụ gì đấy? Pen tool cũng được hoặc là L2 cũng được. Nhớ, dùng pen tool để giữ cái thức cũ thì bạn nhớ này. Bấm điểm ở đây. Điểm đi qua gì ạ? Điểm đây. Thấy gì ạ? Thấy gì? Hàng đầu gì chưa? Rồi. Đây. Rồi. Rồi. Và còn nhớ không? Cách kết hợp giữa vùng chọn với gì? Đường vector. Để lấy phần giao nhau giữa đường vector với vùng chọn thì bấm gì? Ctrl, An, Shift và Enter. Thì nó hiểu gì? Rằng hai lệnh đầu tiên các Enter nó chuyển từ được phát tới thành gì? Thành vùng tròn. Nhưng do giữ thêm An, Shift nó hiểu lấy phần giao nhau. Như vậy Ctrl, An, Shift, Enter. Chuẩn chưa? Thằng đét.
Giờ y ta lấy tạm một màu lá ở đây. Giờ a back bay đổ vào. V và giảm gì? Opacity 30%, 35%, 40 đi. 50 đi. Được chưa? Ví dụ thế. 40 nha, tùy bạn nhé. Cùng đánh gì ấy? Đánh tech. Tech này thì khỏi lấy mô vì sao? Dễ quá. Ví dụ nhé. Nhờ. Tôi không thích Sài Gòn, tôi thích gì ấy? Thằng Design Audio. Được chưa? Tôi chọn một chữ Impact. Thích một Impact thôi. Nhờ. Tôi cho tôi bật bảng character lên menu đâu và bạn nhìn nhờ character là chữ gì in hoa hết, được chưa? Màu gì đấy, tôi lấy màu của bông hoa này đi đấy. Được chưa? Và các chân tê xoay nhờ nhỏ lại distort là gì, sao distort ấy thì phết. Nhà cho mình làm ra cái gì phết đấy nhỉ? Đúng không? Nhấn gì mà chuyện này. Được chưa? Cái phần trên này dễ lắm, bộ nhá. Chọn một chữ gì ạ? CD dày mình và một chữ họa tiết. Không chữ thì hãy nói sau. Dựa với vật cái bản dạng là chúng ta đã xong bài dự linh. Chuẩn chỉnh chưa? Rất chuẩn. Và kiến thức nó phải như vậy. Ok. Có ai hỏi gì không? Đâu? Ờ, đơn giản cho không dưới. Nào, muốn hẳn nào. Ok, muốn hẳn thì cái này gì? Nó đậm hơn thế này gì? Rồi, lại gì mặt nạ cho gì? Cho chữ. Đúng không? Tôi lấy lại vùng chọn của ai đây? Ra của gì? Của CD. Chuẩn chưa? Tạm mặt nạ cho ai? Đúng không, sai nào? Nào, đừng để cho đi đưa. Nào, muốn nó gì đậm hơn như này, tối như này nhờ thì làm như nào? Thì nhận cái cho dưới này thì sao? Nhìn thấy không nhờ? Thực ra mà nói, nếu mà bình thường các bạn học này, các bạn làm mẹo này, nếu muốn làm đúng như này thì các bạn sẽ học đến chế độ hòa trộn màu. Trên mẹo là như này, tôi sẽ nhân bảng hai chữ lên, cắt chân di lên, được chưa? Sau này thì tôi cho gì ạ, một đậm hơn, đúng chưa? Và tôi lấy vùng chọn của gì mà đến CD, đúng không? Đúng chưa? Và gì ấy, ta mặt nạ cho con này, à nó giữ lại đấy đúng không nhỉ? Giữ lại thì bấm luôn, hiểu rồi không? Bật lên, bật lên và giữ mặt hôm gì hôm này, lấy con chọn hôm này nhờ, và đặt được vùng chọn lại đúng chưa? Lấy được hôm này có hiểu vấn đề không? Đây cho hoạt đậm hơn đây, mọi người vẫn chưa hiểu lắm, không biết làm sao được. Đấy, cho chữ em ông mày màu lên, màu đỏ lên một tí, cắt lên một tí, được chưa? Nhìn tối đi đâu, cả tối thì gì đấy, có hiểu vấn đề không nhỉ? Tôi thì ra tôi lấy hai, tôi tạo ra hai layer chữ text, một nửa chữ bên dưới đậm hơn, và tôi che thì tôi che cái phía nửa phía ngoài, tôi lấy phần này thôi, tôi qua che phần này đi, đúng chưa? Thằng thứ hai ở trên màu sáng hơn, dưới phần này che phần này đi, hiểu không? Có hiểu vấn đề không nhỉ? Bởi vì chúng ta chưa học được đến chế độ hòa chuẩn màu, đúng chưa? Làm được hết, quan trọng là các bạn tư duy thôi, được chưa? Bây giờ thầy không làm cách này nhưng mà vì do Ngân hỏi nên thầy phải trả lời thỏa mãn ở Trang ấy, hỏi người mình thỏa mãn thì mọi người hiểu vấn đề. Thực ra kiến thức đủ để làm rồi thì mình vận dụng thôi, đúng chưa? Chẳng qua thì bóng tối thì sao nhỉ, nó đậm hơn, đúng chưa? Đậm hơn thì cho màu gì? Đỏ đậm hơn. Ok. Được.
ok rất là ok không? Mọi người có hỏi gì không? Không hỏi gì thì chúng ta tiếp tục. Như vậy là xong bài này. Nhờ, bài 4 này thiết thể đã làm ngon lành các bạn rồi đúng không nhờ? Nhưng không còn chữa nữa. Chưa chưa? Ok chưa? Và hôm nay chúng ta sẽ sang cái bài 6. Nhớ, cái bài 6 là như thế này. Sến không quan trọng, quan trọng là gì ạ? Kỹ thuật của nó là các bạn giữ rất nhiều thứ sau này. Nên sau này các bạn sẽ phải làm cái phẩm của các bạn gì? Áp dữ liệu. Ví dụ các bạn có cái chai, hoặc các bạn vẽ một cái vở đó vào chỗ này, các bạn muốn áp vật liệu gạch hoặc áp vật liệu vàng, đúng nhờ? Thì cái bài này nó xử lý vấn đề đấy. Ở đây nổi bật là gì đấy? Là chữ party được áp vật liệu ở đầu vào bên này là gì? Cúc này, dâu tây này, tường này, sông Hồng này, cỏ này. Ví dụ thế, Red River đỏ. Được chưa? Ok không? Thế thì trước khi làm chúng ta sẽ nhân bảo là sau, chúng ta tập trung nhá. Để chữa này và các bạn sẽ làm sau. Menu make gì đấy? Duplicate nhỉ? Giờ Let chốt. Được chưa? Được chưa? Được. Horror film. Horror post post horror film. Thứ này ok nhờ, đổ màu trắng vào nào. Chúng ta nhìn vào cái phẩm cuối cùng của nó, chúng ta thích từ ngoài vào trong. Đầu tiên chúng thấy là nó có cái nền, là nền trời mây. Nền trời mây này là bài gốc của nó, thầy không thích thì bỏ đi, bởi vì nó đang bị sai và logic. Bởi vì này, mây này không rõ hay gì. Em thấy, anh thấy cái là thời này anh đang chiếu chiếu đâu thì hướng này này, nên thầy chọn cái này để thầy xoay dọc của thầy lật sang bên này để thì ánh sáng nó chiếu này nó hợp hơn logic. Được chưa? Điều tiên là sẽ đưa gì, ảnh này sang, mây sang, được xong mây xong rồi thì next nhờ. Đây là gì đấy? Cloud nhớ, thu nhỏ lại, bắt chân T xoay gì đấy, dọc qua đi, nhỏ vào, được chưa? Nhìn được chưa? Và tôi để như này cho le lói mà chờ đấy. Đấy. Xịn sò chưa? Ô hay. Bay gì, mây bay cái gì chẳng việc của nó. Hình dạng mây là vô biên mà. Ai bảo em mà mây không bay được này. Được chưa? Nào, tập trung đây. Ta có ảnh mây rồi. Bây giờ chúng ta xem xét xem là cái ảnh mây nền gốc ở bên tay trái mình ấy, thành phẩm ấy, nó có gì đặc biệt. Nào, phân tích đi. Nào, nó bị mờ biên đúng không? Theo hình dạng này, như vậy là phần của gì? Của phía giờ. Như vậy, vấn đề ở đây là gì? Dường như nó lùi vào một khoảng này bằng với khoảng này. Chuẩn chưa? Hình như là bốn khoảng là bằng nhau. À, bốn khoảng bằng nhau nhớ lại gì nhỉ? Quên hết rồi. Nào, từ từ bình tĩnh này. Đầu tiên nó là gì ấy? Nhìn biên biết này, phía giờ rồi, phải có phía giờ để che giấu phần này đi. Và cái phần bị che giấu đây là hình chữ nhật và khoảng cách bốn cạnh dập vào bằng nhau. À, phép gì? Phép gì Linh? Phép tịnh tiến. Được chưa? Như vậy nhớ lại gì? Bởi vì phải chọn vòng chọn đúng không? Và tính tiếp vào trong lệnh contract. Như vậy đầu tiên là gì đấy? Bấm gì nhỉ? Bấm Ctrl+A tại vùng chọn toàn bộ đã. Chuẩn chưa? Và dùng lệnh biến đổi đối tượng vùng chọn nâng cao, menu select, modify và contract. Chúng ta cũng thử 20 pixel để xem đến đâu. Có chưa? Không chọn được thấy. Ok. Bắt đầu này. Mở. Rồi, ta vùng chọn này. Kì chưa? Menu select, modify lệnh gì ấy? Contract 20. Cô sang ngoài nhỉ? Đưa để xem nó bị lỗi gì nhá. Ờ, được mà. Ok chưa?
Vậy thì sẽ vẽ này. Hoặc lấy không? Này, ok. Menu select, modify, không sao, còn 15. Wow, như vậy cái lỗi này lỗi vẫn giống bản trước mà vẫn chưa sửa được lỗi này. Nhìn đây, như vậy thì làm nhanh nhá. Tại vì khi bạn vẽ mớm mớm này này thì được, như vậy mắc mùm là đếch được. Em tải lỗi này vẫn giống lỗi trước 15. Thấy chưa? Nó bị cái lỗi như này nhưng mà thôi không sao, khắc phục được. Yeah, như vậy tôi sẽ vẽ lại. Menu select, modify và contract tôi cho rời lên tí 20 đi. Không chưa? Và tôi đảng ở vùng chọn đúng không? Đúng chưa? Đúng chưa? Và tôi đặt phía giờ tiếp sau lên dụ như 15 đi. Nào đúng rồi, đọc thần chú. Đúng rồi. Đúng rồi kìa. Đây là phần này, phần này đang là phần trong như này. Các cô phải dùng chọn chứ. Đây, nhìn như này, như này, như này mới đúng này. Đúng chưa? Còn nó có phần chọn bao bên ngoài này là đang bị đảo rồi. Thì cố tình đảo xem mọi người có thích nghĩ rằng dính, gài là dính này. Nhờ. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Đẹp rồi. Đến cái viền này. Nhờ. Viền này phải muốn lấy gì? Lên mới chú viên nhờ string structure nhờ tôi vẽ em dọn cho nhanh sao lấy lại được chưa, và tôi tạo gì đây, edit lệnh gì, stop học chưa, học rồi, chọc lên cái màu này cam đoạn một tí ở đây để nó gì viền này khá dày đấy, ba đi để center. Ôi giời. Ngon, biết gì ngon ăn đi. Được chưa? Hôm tôi đưa nhà thờ sang, đưa the church sang thì tôi đã cắt sắt được. Về các bạn đi cắt nhá. Các bạn về các bạn còn chơi kiểu này. Về các bạn mò ra các bạn lấy sang thì nhìn cũng biết. Nhờ, nằm ở đây. Nhờ, nằm phía dưới đi. Ok chưa? Đấy, khá ổn nhà. Và này phần này bị xóa nốt này, lên một dọn của ai, của cloud nhờ, và nhà thờ này nhờ, chẳng được mọi người cũng chọn lại như này đi đây mất đi chưa. Ơ nhìn đây, nhìn đây, cách cách đi cách để cách chậm cách nhanh này, tôi sao chép mặt nạ tại cùng mặt nạ với nhau mà, thì các bạn phải giữ an, giữ an kéo mặt nạ từ ngày sang ngày, nó sẽ nhân bản mặt nạ lên xịt xò làm lại này để sát chép mặt nạ từ tượng sang tượng kia cùng quân với nhau, giữ phím an bấm vào điều từ mặt nạ kéo thảo ở này xịt xò. Ok chưa nào, bắt đầu ta sẽ xử lý chữ x tan trước. X tan này cong cong này thì học rồi, phong phong này là biến đổi đối tượng nâng sực cao, nhớ bài ốc chó không? Như vậy thì phải gõ chữ gì? It's time ra nhờ, nhìn đây. Và tôi sẽ bỏ viết hoa đi, không chữ này chữ có chân thì là time new roman. Được chưa? It's time. Và tôi sẽ chọn màu đỏ. Tuy nhiên các bạn sẽ học phông chữ sau và để đọc được phông chữ như thầy, các bạn mất rất nhiều thời gian học để tiếp thu nó vào gì ạ, để có thể nhớ được phông chữ thì bạn phải học rất là nhiều, ở trong trường có môn gì ạ, được phông chữ qua rồi học học có hiểu gì đâu đúng không? À có nhớ được này không, các chân T gì đấy, F gì, F1 đây gì đấy, học học chưa, mình làm tương đối chứ không cần giống hệt, đừng giống nó mình gì. Chỉ so chưa? Đây, chữ bị méo rồi, nhìn chưa? Nhờ để không bị méo, chúng ta sẽ co bớt thành gì? Smart đấy. Ta thử xem hai thằng khác nhau như thế nào nhá. Nhìn thấy chưa? Cái smart đấy nó sẽ bảo toàn được cái đối tượng gốc,
chuyên thế học chuẩn không? Khi các bạn làm đối với tech thì thường đối với tech nghe thì bảo này, khi mọi người biến đổi đối với tech thì thường nó sẽ không biết được trực tiếp và dễ bị hỏng. Chuyện có rất thực địa hay smart jack để giữ nguyên vết bên trong để thay đổi sau, được chưa ạ? Như vậy xong còn chưa nào, tech này nó có gì, có cái bóng độ ở dưới. Bóng độ này thì nó là một lớp gì, tại chúng ta sẽ học tạo bóng độ bằng bằng hiệu ứng mà họ tạo bằng gì, bằng filter đúng không? Bóng độ đây thì là gì, là một hình dạng của chữ x time nhưng bị gì ấy? Bị mờ biên và khoảng cách gì ạ, như thế kia. Như vậy tôi tạo một layer trắng ở giữa chữ gì, x time, như vậy là gì em, shadow x time, như thế. Và tôi lấy lại gì, phụ thuộc của ai, của x time, dưới phím control bấm biểu tượng của chữ gì, x time. Nhận đặt feather lên, đối với khung chữ mảnh mỏng như này feather phải 2 đến 3 đủ, đặt 10 là mất luôn, đặt tầm 2 thôi. Màu gì, màu đen, không có màu đen bấm cái gì, bấm D, tiền cảnh hay hậu cảnh, tiền cảnh an backspace nhờ, bấm V là gì, cứ xuống sang phải sang trái, ngon chưa, di chuyển mà bấm phím gì, bấm phím số 7 à, ôi 6 đi, ôi 5 đi, ngon chưa, xịn sò, xịn sò. Xong rồi thì gì ạ, thì nhóm x star sẽ đâu thành gì, là một nhóm là tên gì đấy, x star nhờ full HD, xong chưa, xong rồi. Nào đến chữ gì đây, chữ tu này, chữ tu này xem kỹ ra nó là không chữ gì, nó là tham đơn mần nhưng mà nó nghiêng, nó đậm và như nó có bóng đổ, bóng đổ sắc nét, nó tạo nổi khối và nằm trên một hình elip. Elip này có vẻ như là màu gì đấy, màu chuyển, màu chuyển đúng không, từ màu vàng sang màu gì hơi cam một tí, nhìn vào hình elip đấy phán đoán xem kiểu chuyển của nó kiểu chuyển gì. Chuyển thẳng chuẩn rồi, kéo từ trên xuống dưới, tỏ lớp mình phân tích tốt đấy, chiến thôi nhờ. Tạm layer trắng gì đây, elip nhờ, gì đấy, gradient, không chưa, tôi vẽ hình gì đấy, elip nhờ. To to sỏi, không chưa, công cụ gì đấy, g pha màu gì đấy, màu chuyển. Với cam này chưa cái gì nhanh nhờ, kiểu chuyển gì ấy, thẳng giữ ship kéo từ đỉnh này xuống cái đỉnh này, dị sò thẳng chưa, t và chữ gì, tu nhờ, màu gì, màu đỏ, lúc này cho màu đỏ lên cùng mình màu chữ này đi, được chưa, lúc này để không giữ gì ấy, đậm, nghiêng đậm nhớ, thêm gì ấy, đậm thằng này nữa, càng đậm lên nó bội nữa nhờ, t giờ to thì sao, to nhỏ cả bục, cả cục sau, có hiểu không nhờ, hiểu thế không nào, bóng đổ thằng này nó rất sắc nét, tạo nửa khối, nó không có gì nhờ, không có mềm viền luôn. Thế đơn giản tôi gì, nhân bản chữ T lên các chân gì, thằng dưới màu gì, đen, có thế thôi, cho lên một nấc, lên một cái sang trái một cái xong đúng không, chuẩn chưa, chọn tu này với các chân gì, g nhờ, tu ra diền nhờ, không gì đấy, các chân gì, các chân T rồi gì, giữ an, thay đổi từ tâm, ổn chưa, rồi quá ổn, chuyên mặt ổn rồi, xịn xó, xịn logic này, anh thắng xíu đấy, và thằng Kama đứng đâu, đứng đây chụp này, K đứng góc này chụp hết này, đúng chưa, ông phải đứng đây này, không phải kinh nghiệm mà nhìn ánh sáng biết, học tư duy mà sao là sao ạ,
Khi vào cái môn này các bạn có thể học được môn thầy đặc biệt, đó là khóa tư duy thiết kế, nhưng khóa đấy rất là kén người học. Dạ, bạn nhìn đây nào, đến chữ party thì ta thấy gì ạ? Rất là hay. Và hôm nay thầy dạy kèn, đó là kỹ thuật. Kỹ thuật, ta sẽ copy một đối tượng bất kỳ và dán nó vào bên trong vùng trọ, và đồng thời nó tạo mặt nạ luôn nhá. Thì ghi thầy đó là các bước tạo gì ấy, chữ vật liệu. Các bước tạo chữ vật liệu. Được chưa? Cái bước đầu tiên đơn giản. Các bạn nghe thầy giải thích nhé. Ở trong Photoshop hay bất cứ một ngành thiết kế nào, khi các em làm vật liệu cho đối tượng hay cho chữ thì bao giờ đòi hỏi chữ hết phải dày mình, bởi vì chữ mà mảnh vật liệu sao nhỉ, không rõ được. Chuyên đã tạo vật liệu cho chữ bắt buộc chữ phải dày, cần nếu mà chữ tạo cho chữ x time chữ tu kia nhìn cái gì, có hiểu không nhỉ? Chuyên chữ party đây nó dày mình, nó mới đặc biệt như vậy, nó nổi lên vật liệu, được chưa? Thế thì bước 1 nhỉ, ta sẽ đánh gì ấy, đánh văn bản ra. Và đây chúng ta chỉ dùng độc một layer chữ text thôi. Ở đây mặc dù chữ party là riêng biệt nhưng mà chỉ tạo một layer text thôi. Nhìn đây, bấm T, bấm một tạo thì tạo này. Thế đánh thế chọn chữ gì? Impact. Được chưa? Thế bấm vào chuột đây, đánh chữ P, Shift P cho chữ viết hoa. Xong chưa? Cắt chân T. Dày chưa? Quá dày luôn. Đặt vào đây. Được chưa? Ổn chưa? Bước 1 tạo ký tự đã. Tại vì chữ Patty đây nó lệch mà, cho nên nó không thể tạo được lệch gì đấy. Được chưa nhờ? Được chưa? Bước 1 tạo text. Bước 2. Bước 2. Bước 2 đó là gì? Copy đối tượng. Bước 2 như này, đó là copy, sao chép đi. Sao chép đối tượng cần dán ở bên trong vùng trọ. Bước 2 đó là sao chép đối tượng cần dán ở bên trong vùng trọ. Xong chưa? Bước 2 tôi nhận chữ P này là gì? Là ông sung hồng này, như vậy tôi lấy hình chữ nhật. Tôi chọn vừa đủ luôn. Nhờ, lệnh gì ấy? Mày đuýt là gì? Copy, ai cũng biết lệnh này, Ctrl C. Được chưa? Bước 2 là phải chọn cái đối tượng và copy nó. Vậy copy. Xong chưa? Ghi đây, bước 3. Bước 3 lấy lại vùng trọ của ký tự. Lấy lại vùng trọ của ký tự cần dán đối tượng vào bên trong. Lấy lại vùng trọn của ký tự cần dán đối tượng ở bên trong, nhớ phím gì thì phím Ctrl bấm biểu tượng chữ gì, chữ P, lên chưa? Bước 4 bạn có nhìn được chữ này không? Nhìn được không? Giờ ta sẽ từ à mê lệ lên này. Họ thì mình paste và paste. Đó bị copy đúng không kia rồi. Hơi bạn nhìn bảng nhá. Nhìn đây. Mọi người đừng menu image và menu edit và lệnh gì nhỉ? Paste special dán đặc biệt và lệnh paste into, các chuyên án ship về. Đây, thầy mở cho bạn luôn phần này đấy, các bạn nhìn nó rõ.
Rồi. Ta có lệnh do đây, menu edit. Nhờ. Edit lệnh paste special, lệnh dán đặc biệt. Và lệnh gì? Paste into. Thật ra xin về. Được chưa? Lệnh này cho phép mọi người dán đối tượng vào bên trong mặt nạ. À, bên trong vùng chọn, ý nhầm. Lệnh cho phép dán đối tượng vào bên trong vùng chọn. Thế thì đặt câu hỏi là thầy ơi, thế tại sao trước khi dán này không tạo layer trắng để chứa nó à? Đúng không? Chưa tạo layer trắng đúng không? Vậy ghi này, chấm này. Ở lệnh này sẽ tự động sinh ra một layer. Sẽ tự động sinh ra một layer để chứa đối tượng được dán ở bên trong vùng trọ. Ở lệnh này nó sẽ tự động sinh ra một gì? Một layer, nhớ, để tự động địa chứa cái đối tượng được dán bên trong vùng trọ. Và như này, câu trạng này, và hình dạng của vùng trọ, và hình dạng của vùng trọ sẽ biến thành hình dạng của mặt nạ. Được chưa? Đây, người xem nha. Như vậy này, sẽ demo bạn ở bước đầu nha. Bước 1 đánh gì đây? Đánh cây. Bước 2 copy đối tượng nhờ menu edit và copy. Bước 3 sẽ là vùng chọn của chữ P. Mọi người thì ẩn hơn không ẩn được cái nó. Menu edit. Bước 4 gì? Và paste into nhìn paste này. Khi mà người paste xong nó tạo ra layer trắng. À đây nhìn chưa? Nó chứa luôn này. Và chữ P thành hình mặt nạ. Và lúc này nó đang mở khóa. Mở khóa thì cho phép mọi người di chuyển nó lúc này. Nó sẽ là 2 trường hợp. Một là vật liệu kích cỡ nhỏ chữ P. Hai là mặt nạ to gì? Vật liệu. Nhưng mà vật liệu bé hơn thì chọn vật liệu các chân T. Để cho gì? Cho lớn lên, cho phủ kín chữ P, có hiểu không? Ok rồi thì bấm một khóa để khóa gì? Khóa đối tượng. Chuẩn chưa? Lúc này tôi lại dùng chữ P ở dưới này, nhìn chưa? Cần một lẽ tách thôi. Tôi kéo phía ngoài này. Chuẩn chưa? T tiếp cho vào chữ gì? Chữ A. Có hiểu thầy không? Chữ A. Ta chân T cho to tí. Chữ ship này béo tròn hơn tí. Đấy. Ta chân T chỉnh nó nhỏ là tí. Hiểu thầy không nhỉ? Tôi xếp như này. Hiểu chưa? Lại bước gì? Bước đầu tiên đánh tách rồi, ta copy không là gì? Cỏ non xanh mượt. Úi giời. M các chân gì? C hai bên này, đấy là vùng chọn chữ A. Ta chân A ship V, kiểm tra ngoài xem cỏ to không? À, cỏ quá to. Ở lại cho nó đẹp thì enter khóa vào để di chuyển không bị mất hình. A đi ra ngoài đến chữ gì đấy? R cho đi bạn. À cho đi bạn. Kéo nhầm chữ gì đấy? Chữ A mà. Được chưa? Không sao, cho lại này. Đây chứ. Đúng nhỉ? Đây. Kéo ra ngoài. Đó cho bạn. Khóa vào chứ. Cứ nhầm. R. Ơ. Từ từ. Hình như thầy bấm nhầm cái gì đấy. Đây này, để cho auto select. Bực mình nhớ được cái dạng này chưa? Tắt đi đúng không? Vào đây. Đây, không có lý do cả. Anh không ngại đi vào, anh cần một lý do. Để không ngại chỉnh sửa được lý do. Có error và quá chỉnh chuẩn rồi đúng không? Rồi. Như vậy là chữ mây nhỉ? Ông mây đâu rồi? Ông mây đâu? Cloud. Như vậy là tôi sẽ copy đoạn này đi. Xịn sò này. Úi giời, Ctrl C luôn. 8. Đúng nhỉ? Sang bên này.
lấy lại vùng chọn các chữ axit về bấm biểu tượng này các chân gì t to lắm đấy vì ảnh cái ảnh chất lượng cao mà đấy vì trên mạng ảnh chất lượng cao và thằng chị so tí sân bay ánh sáng làm đợi đây này ánh sáng lúc này đấy cho nó tia sáng ở chữ r chiếu vào cho nó bừng sáng một góc ấy chị so tí được chưa khóa vào tự nhiên thiết kế là có ý đồ ngay từ đầu chứ đây đúng nhờ à thì ông gạch nhờ ông gạch đâu đây đây các chân c lấy lại vùng tròn các chân axit v tôi xoay này cho nó rộng cho nó đẹp cho nó lạ đi được chưa nhìn cho nó đỉnh đám cuối cùng chữ gì đấy à, y t y dài nhờ đi chưa vào cụm nhỏ sao y dài là gì kìa số tây à các chữ c bây giờ mình chọn gì ạ y các chữ axit v vừa khít luôn ghê mình cũng mừng quá cùng gì ấy chấm than ship 1 thì hỏi ship 1 là gì nữa có khúc đấy khúc với huệ chứ là với nhau không đúng à khúc chị huệ lên bàn thờ hết để chơi với nhau xong cái xong ẩn đi đúng nhỉ bây giờ tôi làm ra tôi sẽ chọn đối tượng này đấy, khóa vào đấy này được chưa và tôi chọn tất cả đúng này đúng chưa các chân gì chân t đúng chưa và cho gì nhỏ lại thì so được chưa nào ở đây chữ a bị lệch này bởi vì tôi chưa khóa gì đâu đấy chưa quên chưa khóa là ăn luôn này khóa vào được chưa bây giờ chỉnh lại một chút này như vậy y lại còn một chút này chữ r ra một chút này được chưa chữ a ra một chút này được chưa nào bây giờ chữ bắt tìm được bóng gì bóng độ thì đơn giản bóng độ gì đấy là một layer riêng nằm dưới cùng như đây tôi sẽ làm như sau tôi sẽ tạo một layer trắng nằm dưới này dưới này này thì đây shadow of the day party nào lấy ra vùng chọn của gì của ai của mặt nạ nhờ các chú bấm vào biểu tượng này các chú shift tiếp tục tiếp tục xong chưa xong rồi chứ em ấy F6 bây giờ này nó hơi to thì cho tầm 6 hoặc 5 đi 6 đi đổ màu gì đen nhờ V tôi đi có xuống gì nghe chưa opacity có hiểu tiếng nhờ xong này chưa xong ok không như vậy là rằng là nhìn tưởng nguy hiểm thực ra mỗi hôm một tị một tị nhưng mà sao bài tập càng càng gì càng khó lên mà mix vào với nhau để mọi người thì được ý tưởng được chưa cái này nhìn có thể rất là nhìn rất bình thường có thể các bạn sẽ cảm thấy là nó rất là mồ mè hoặc nó không đẹp nhưng mà thực ra nếu các bạn thiết kế thiệp hoặc là cái ấn tượng để cho bọn trẻ con nó chơi ấy, thì rất là hợp đúng không tại vì ví dụ là bữa tiệc tổ chức tại gì nhà thờ ai cấm đâu đúng không nhà thờ có tiệc mà nhưng mà màu sắc sẽ dùng vào những việc gì đặc biệt một là cho giới trẻ trẻ em mô giáo này hoặc những ngành gì đã hỏi con sơn chẳng hạn này cái gì màu sắc màu này của tường thế được chưa ạ đẹp hay xấu còn tùy vào gì ứng dụng của nó tùy vào đối tượng nhớ chứ chắc nó đã xấu ok chưa tự nhiên thiết kế cho lứa tuổi trung niên là giàu sang chảnh gọi là luxury mà ho này nó xóa là vứt đúng nhờ lúc đấy thì không chỉ em đi ra ở lứa tuổi 40 là lứa trung niên ta thành đạt ta trưởng thành rồi
thì không giữ được dậy mình và khỏe mạnh, không được uốn néo, không được mềm, không được lè lè. Giờ đi nhị tông hoặc gì bi tông để một màu hoặc hai màu nhá, và gam màu trung tính hoặc gam màu phái mạnh, được chưa? Đó là nguyên tắc các bạn phải học. Tại vì sao? Một người hỏi thì sao là tại sao thì biết đấy bạn thực ra không phải biết đâu mà nhảy nghe thì bảo nhá, tại sao được như thế thì tôi thích này, gợi ý các bạn xem này. Khi em nhận thiết kế của một ai đó đưa vào mặt thiết kế cho anh cái banner bao mặc quần áo, mình không biết là thiết kế của gì, đơn giản thì hỏi ba câu: anh ấy quần áo dành cho đối tượng mà. À đối tượng anh là đối tuổi trẻ tin, không chỉ tin thì biết thừa rồi đúng không, thích bay từ bóng mượt, thích bóng bẩy, thích màu sắc. Không, anh là dành riêng cho trung niên, anh riêng cho đối tượng VIP, kiểu thế nhỉ? Thì chính lứa tuổi đối tượng nó cho mình gì đúng style luôn, bởi vì cái hiểu là từng đối tượng đều thích khác nhau và màu sắc khác nhau. Người lớn ta không thích mèo lẹt đâu, đúng nhỉ? Như bố và em thế thôi, không thích mặc lẹt lẹt đâu, cái sao này có tuổi thế thôi, không mặc lẹt như tuổi trẻ đâu, mặc vào bản khẩu tre, có hiểu không nhỉ? Thì tại sao có như đấy thì nó suy từ thực tế vào thì không thiết kế. Đúng rồi, em đặt em vào địa vị là ta là khách hàng, em lựa đấy, em biết em thích gì em biết ngay, nên thiết kế hãy đặt mình vào gì vị trí khách hàng thì thiết kế cho chuẩn. Thì nhờ hôm trước thầy có comment với Đại về cái vấn đề thiết kế banner của tennis ấy. Hãy đặt Đại vào một người tennis, đúng nhờ, không lè lè, không chữ không muốn néo, khỏe mạnh dày và đơn giản, từ các hình học như chữ nhật, hình vuông, hình tròn, chéo để tạo tốc độ và mảng miếng rõ ràng, khỏe ngay. Và quan trọng là hình ảnh thương hiệu cộng với gì logo cộng với text rõ ràng để nhấn mạnh con thớt vào các nữ vườn đề, nó không phải là mỹ phẩm, nó không phải là gì mình đạt được, mọi người hiểu không nhỉ? Ok, bây giờ mọi người sẽ làm bài này để luyện, ok chưa? Rồi quẩy đi, quẩy thôi. Ủng hộ kênh bác nhé.
và quá xì ngầu với tham gia.